Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính của 24 nạn nhân trong số 32 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke vừa qua. Đối với các nạn nhân đã xác định được danh tính và thân nhân nhận diện được, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Các thi thể còn lại bị cháy không nhận dạng được, phải gửi mẫu về thành phố Hồ Chí Minh xác định ADN tìm thân nhân.